Ủa, củ hành tây? Nè, ai để quên củ hành tây trên bàn của tôi vậy? Tự nhiên đặt trên bàn của tôi, kỳ cục vậy trời. Chị Hà Đỗ gửi anh sắp tài liệu đó, anh tự lấy đi. Một số tác dụng thần kỳ của củ hành tây. Khi bị cảm, nếu đặt củ hành tây ở bên cạnh thì tinh dầu từ củ hành tây sẽ tiêu diệt virus cảm cúm. Thì ra củ hành tây là của anh ta. Đừng rời xa nhau, như hai ta đã từng. Anh muốn đưa dành trọn yêu thương như khi xưa đã hứa sẽ đi cùng. Chị Hà Đỗ gửi cho sếp. Giữ lấy nhau thật chặt. Hãy để anh bước cùng. Sao mình lại cười lúc đó chứ? Và tất cả tại mày. Mày cười gì? Nhanh đi em, trễ rồi. Hả? Tôi hả? Em nghĩ cậu ta đang làm gì vậy? Em cũng không biết chắc nữa.